Đây, khi mọi người đưa cái màng thừa xuống này, sau đó lấy một tờ giấy lớn hơn cái khổ màng. Cái máy này, cái bên đây nhá, bên tay trái này, bên tay phải này, đây là bên phải này. Bên phải này thì sẽ có cái bảng điều khiển. Bảng điều khiển này sẽ gồm, đây là đồng hồ hiển thị nhiệt độ, hai nút tăng giảm nhiệt độ. Mình tăng đến nhiệt độ mình muốn, sau đó để đó là nó tự nhớ lại. Còn ở ngay dưới bộ điều chỉnh nhiệt độ là cái bộ điều chỉnh chế độ lên nhiệt của máy, thì nó sẽ có là nút đỏ là dừng tắt nhiệt này, sinh nhờ là chỉ có cái nhiệt của lô trên này. Đây, còn double là nhiệt của cả hai lô này. Bên trái là phía trên là con núm điều chỉnh tốc độ của cái tốc độ của máy. Ở dưới là nút stop này là dừng này, nếu mà bật mũi tên đi lên là sẽ chạy tiến, vặn cái này máy sẽ chạy này. Đó. Ấn đây là dừng này. Ấn nút phía dưới là nút quay lùi lại khi mà kẹt giấy thì mình sẽ dùng. Đấy, lùi lại này. Luồn giấy thì trước khi mà luồn giấy này, đây là áp lực của cái lô cán đây, lô màu đỏ này và lô màu đây, lô cán đây, hai lô này là lô cán, hai lô phía sau này là lô ép giữ, bộ phận này là bộ phận chống cong, đây, chống cong, thì cái áp lực này vẫn vẫn nhả ra này, áp lực này không 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 ép lên lô này. Nè, lô nó phải hở như này, nó ép lên như này là không được, hở này cho nó dễ làm. Nè, giấy cho em tí. Đặt tờ giấy lên trên chốc màng này. Đã. Xong đẩy vào phía trong, lấy tay xả nhẹ cuộn màng này ra, rồi bắt đầu cứ thế mình đẩy. Giấy này phải lấy giấy dày nhé, lấy giấy dày luôn nó mới dễ. Rồi khi mà đẩy nó qua tới giữa đây rồi thì đối với giấy mỏng đấy, mình sẽ luồn phía dưới cái bộ chống cong này, luồn dưới cái thanh sắt tròn này đấy em, đấy hay luồn dưới này, sau đó là đi lên phía trên tạo thành đường rích rắc, rồi sau đó là kéo ra cái lô này đẩy qua đây. Đây sau đó đẩy qua này. Rồi khi giấy đã qua như thế này rồi, bắt đầu là mình sẽ đối với giấy mỏng ấy, sử dụng cái chống cong vặn thằng này. Ở đây nó có bộ khóa này, vặn này, tùy theo độ dày mỏng của giấy để mình điều chỉnh, nó sẽ không có cái cữ nào cố định cả. Mình điều chỉnh này, đã điều chỉnh này. Rồi sau khi điều chỉnh cái độ chống cong này xong mới tiến hành ép lô. Ép lô thì cứ vặn kéo đó, ở trong nó có bộ đỡ rồi, mình cứ kéo lên hết cỡ là tự dừng lại. Đây là của lô cán màng, sau khi kéo lô cán màng xong mình sẽ tiến hành kéo cái áp lực thứ hai là của lô ép đó. Rồi đưa giấy vào cán, lấy giấy dài không, cái giấy gì kìa, nó dài ngoằng đấy à. Bẻ cong cái đầu xuống, chạy qua bạn từ từ forward. Giấy mà dày thì không nên sử dụng đến chống cong nhé, giấy mỏng mới dùng chống cong này. Đây chống cong này. Nó đi, giấy nó sẽ đi như này. Ra đây, đẩy qua, cho giấy nữa mà cán cả này qua. Đó. Giấy nó đi ra thì nó sẽ phẳng luôn, nó không bị cong ngược lên. Đây, dừng lại.
Đây, cái dao răng cưa này em cho chạy đi, cho chạy chậm này. Đây là dao răng cưa này. Dao răng cưa này khi nó đã bấm được lên cái màng rồi thì ở đây sẽ có cái bếp, mình chỉ cần kéo nhẹ là nó ra. Đấy, đây, như này. Đấy, như này. Kéo nhẹ là nó ra. Không cần phải dùng dao hay kéo gì cả. Đấy, sử dụng cái chống cong thì giấy nó sẽ cong ngược lại so với cái chiều màng. Đấy, đây, giấy đang cong ngược lại chiều màng. Mình đưa lên gia công nó rất là dễ. Đối với cái sản phẩm cán một mặt, mình không phải sử dụng cái bộ cuộn sản phẩm này nữa. Đây là bộ cuộn sản phẩm. Cuộn sản phẩm nằm dưới này. Đấy. Cái này là côn này. Còn đối với giấy dày thì mình không nên sử dụng đến cái chống cong. Thì nếu không sử dụng ấy, chỉ cần bạn cái thằng này tiến lên phía trước. Sau đó lấy tay gạt nó ra. Đây. Bạn nó lên phía trước như này. Lấy tay gạt nó ra. Đấy. Gạt nó ra như này. Rồi, thả này. Cái này tự nó sẽ nằm ngang luôn rồi nhé. Nằm ngang. Vậy là xong. Khi mà cán xong này, mình không dùng nữa thì xả cái áp lực ra. Tất cả áp lực này đều phải xả ra. Nếu không xả là cái lô cao su này nó sẽ bị biến dạng hoặc là vỡ. Đó. Cái màng này nếu như mình cứ để nguyên ở trên đấy cũng được, nhưng mặc định là phải có một tờ giấy nằm phía trong. Tờ giấy lúc nào cũng nằm ở trên máy như thế này. Tác dụng là để cái màng, cái keo này nó không dính vào cái lô dưới, không mất công vệ sinh. Và khi mày cán bài khác ấy, thì không phải luồn lại màng nữa, không tốn màng. Đấy, chỉ cần bật máy lên nóng, cho một tờ giấy mồi qua là chạy. Khi mà keo nó dính lên cái lô này thì dùng dầu hỏa hoặc là dầu hôi đấy. Miền Nam gọi dầu hôi. Cho vào cái rẻ mềm, lau trực tiếp lên trên bề mặt này. Khi lô còn đang nóng, lau lên đây. Chứ không được cạo, không được dùng vật cứng cạo, cạo là hỏng lô. Dùng rẻ mềm lau lên cái bề mặt này là xong. Nên sử dụng cuộn màng vừa với khổ giấy hoặc nhỏ hơn khổ giấy. Ví dụ màng mà giấy khổ 33 thì mình nên dùng màng 32 hoặc là 32 năm. Chứ đừng dùng màng to hơn giấy. Thứ nhất là tốn màng. Thứ hai nữa là cán xong nó hay dính vào lô, nó bẩn lô. Thứ ba nữa là màng mà thừa nhiều ấy, nó thừa ra bên ngoài biên. Nếu mà màng mà thừa ra bên ngoài biên giấy, nó tròi hẳn ra ngoài giấy thì nó dẫn đến là cong giấy.